Ban công tác mặt trận thôn kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2021, thôn tổ chức buổi giao lưu pháo đất cổ truyền của ông cha ta từ xưa đến nay để giành lại, không bao giờ phai mất đi. Môn pháo đất cổ truyền là sân chơi cho mọi người thanh niên và chỗ vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, sức khỏe và văn hóa để kỷ niệm những ngày trọng đại của đất nước. Hôm nay ngày 10 tháng 3, ngày giỗ tổ vua Hùng Vương có công dựng nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tuân thủ luật chơi của hai đội đã quy định, chơi phải lành mạnh, chí công vô tư, trung thực. Sau đây tôi thay mặt cho ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc buổi giao lưu pháo đất của hai đội bắt đầu. Đây là pháo đầu của thôn 1 nhà đúng không? Xóm 1. Anh em đừng có vội vàng cho đánh. Đây là pháo chủ nào này? Thành nhá. Thành. Văn Thành nhá. Đối theo với các bác, đây là quả pháo này 85 kg nhá. Hả? Không, 85 cân đúng rồi. Nó to thế này cơ. Bắt đầu rồi. Phấn đây. Bắt đầu nhá. Cứ bình tĩnh nha, đứng xa hai cánh gà ra. Từ rồi. Đây, xin chí nào. Đây là pháo đầu xóm 1, xóm 2 nhá. Đề nghị bà con hưởng ứng là pháo đầu của xóm 2 đấy. Ra rồi. Lâm hả? Ra rồi. Huyên ơi, chạy ra chỗ khác nhá, Huyên nhá, đi ra này nhá. Chị nào này nhỉ? Dân hả? Yeah.
kẹp mép nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Tập trung đây. Rồi, có người bảy bảy tới sáu. Chạy 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 luôn nha. Quá đẹp đấy. Lộn như ai đó. Cầm liêm đi. Đéo tiền trái nữa cả rất to. Được bao nhiêu?
Ba cái gì ông lên dưới. Sau này anh Tuyền tiếp vua 61, ban tổ chức xin mời anh Tuyền chính là anh cái pháo 62. Riêng đầu thống nhá. Rút dây đây. Pháo đầu tầng 2 nhá. Đây là pháo đầu tầng 2 đó. Pháo con này. Đây là pháo. Anh Tường mình chính để pháo trong phòng 2, nếu không có việc thất bại. Tiền ơi. Đâu đâu gì bình thường. Tiền ơi. Giờ phát biểu đi đây nào. Tiền nên Ninh Quảng ơi.
bao nhiêu cờ đâu? 92. 92. 92. Ra đây, hóa ra đây, đào đây. 65 cờ trên đây. Lại ông nào chết chết lại ông thành nào ông nào hóa lại đi nhau chết nhìn trong mắt anh chào quốc tài. Ông nhất đấy xong đi ngoái kiểu như mùi của tôi là ngã đấy. Ra rồi! Ra rồi! Yeah.
Hai bên đều như đứng xa ra.
Nguyên tắc là đứng xa này. Rồi, ok, để mình thôi. Ngài vững chân rồi, ngài vững chân rồi, không đáng gì. Anh em đứng xa ra, đứng xa ra. Xóm một cái nhà thì được cảm ơn tất cả toàn thể bà con, ông các cô, các ông, các bà cổ vũ đội cao đất của chúng tôi được thành công tốt đẹp của chàng ngoài đây. Xin được chân thành cảm ơn. Ok.